Thì đó các bạn hiểu không? Thì trong cái thời gian mà người ta làm một cái khu như thế, nó mất rất là nhiều thời gian. Mà cái thời gian đó người ta bỏ hàng bao nhiêu tỷ 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 vào trong cái khu đấy, thì người ta phải tính cái thời gian ra để lấy được lại cái lời thì mới nó mới làm chứ. Bây giờ đi cho có vài năm ấy, à, bao nhiêu năm nó lấy làm sao được lại, mà trong khi đó trong cái thời gian ấy nó đã bỏ ra mấy năm để nó xây dựng cái khu đấy rồi, đúng không? Rồi nó phải lấy lại vốn của nó nữa chứ. Thế tự nhiên lại đổ tiền vào đấy xong rồi bỏ đi à? Đâu có ai ngu để mà làm ăn cái kiểu như vậy đâu, đúng không? Cho các bạn đi đi thuê, các bạn cũng phải có một cái thời gian, ví dụ như là một cái thời gian dài để cho mình á, mở cái tiệm ấy ra, mình bán hàng rồi mình từ từ mình lấy cái vốn của mình lại thì mình mới làm chứ, đúng không? Cho mình đi làm mình cũng vậy thôi. Ví dụ còn á, nói về mấy mấy cái người ở đây á, cứ nhảy lên đồng đồng như là gà nhúng vào nước sôi á. Tại sao các người mua được một cái nhà, các người phải ngăn cái phòng ra, các người cho du học sinh mướn hả? Tại sao vậy? Sao không sợ du học sinh nó vào nó cướp mất nhà nhà mình à? Hả? Mà trong khi đó nhá, đại đa số cho học du học sinh vào mướn là chạy thuế hết à, chả có ai khai thuế cả, đúng không? Đấy, những cái người cho mướn nhà đàng hoàng ấy thì người ta khai thuế rồi người ta đóng bảo hiểm ấy, thì khi mà nhà cửa mình có cái chuyện gì xảy ra thì bảo hiểm nó bồi thường thì là người ta khai thuế. Còn nếu mà cho mướn phòng mà chỉ có nạp tiền mặt thôi thì á, có chuyện gì xảy ra là người chủ nhà chịu hoàn toàn trách nhiệm, đúng không? Còn mình đâu có hợp đồng đâu. Chị ơi, sao em? Chị ác rồi mà, em ra xong em vào lại đi. Tại vì chị không, cái phone của chị nó thế đấy, phải đi ra đi lại thì vào vài lần đấy. Chào cả nhà trong diễn đàn, chào các bạn nhé. Đó, thì Lisa nói cho các bạn biết là bây giờ ấy, Việt Nam bây giờ, Lisa thử hỏi xem ở Việt Nam có bao nhiêu người có khả năng để mà xây cả một cái đảo hay là một cái tòa nhà, đầu tư vào để xây một cái tòa nhà lên. Có người làm được những cái chuyện như thế không? Có bao nhiêu người làm được những chuyện như thế? Thì bây giờ ví dụ như những cái bọn Việt Tân bảo là anh hùng mạnh mẽ lắm mà sao chúng mày không góp tiền vào, chúng mày về thuê một cái chỗ đấy đi để mà làm ăn. Đó, bên này chúng mày lừa người dân ở hải ngoại rồi làm tiệm phở, tiệm này, tiệm kia, tại sao không góp tiền vào, về cũng có thể có mình đứng ra một người đấy làm đại diện rồi về đấy thuê một cái chỗ mà ở mà làm. Đó, sao mà cứ ngồi bên này nhảy đồng đồng hết đấy, chả biết cái gì cả, xong rồi xui dại người ta. Lê Sảo mời lên rồi mà không biết tại sao không được nhé. Bạn nào muốn lên thì bạn ra xong lại vào thử xem mới được không? Em nói không sai, ở Việt Nam có một số người chưa hiểu hết. Bây giờ Lê Sảo nói cho mọi người biết là ở bên này á, rất nhiều người Việt Nam nói riêng là họ có nhà rồi họ ngăn phòng ra, họ cho sinh viên mướn thuê rồi cho người này người thuê kia thuê để làm gì? Để kiếm thêm lợi tức. Các bạn hiểu không? Để kiếm thêm lợi tức khi mà mình có đất, có nhà, có này kia các thứ, mình ngăn phòng ra rồi mình làm thêm nhà, mình làm lớn nhà thêm ra để mình cho người khác vào vào để ở. Thì là mình có thêm được lợi tức. Ví dụ như là ở Việt Nam, tại vì người Việt Nam nói là chúng nó ở bên này chúng nó nói Việt Nam nghèo này cái kia. Bây giờ chính phủ người ta tạo điều kiện để cho người dân Việt Nam có công ăn việc làm thì chúng nó lại xui người ta đứng lên đấu tranh với lại cái gì rồi mất nước làm sao. Cái thời buổi này nó đâu có phải đơn giản mà mất nước như thế đâu. Nên xà thấy có rất là nhiều điểm nợ, chẳng hạn như là người dân Việt Nam có công ăn việc làm này. Cái thứ hai, ví dụ như người Trung Quốc người ta vào người ta đầu tư người ta làm cái gì đấy, người ta phải thuê chứ, thuê người ta phải bỏ tiền vào đó, người ta xây dựng cái khu đất đó lên, rồi xây dựng thì phải thuê những cái công nhân
của người Việt Nam thì có phải dân mình có được công ăn việc làm không, đúng không? Rồi cái cũng giống như ở bên Mỹ kìa, có một ông tỷ phú đó, người Trung Quốc, ông sang đấy ông mở cả một cái nhà máy sản xuất cái kính của ô tô đó. Ông là tỷ phú ở bên đó. Ông ấy, người dân Mỹ ấy, người ta còn nói với ông ấy là chúng tôi rất là cảm ơn ông vì ông đã mang được lại cho chúng tôi công ăn việc làm ở bên này. Đó. Đấy là dân Mỹ, tại sao cái bọn ba que không ra đó mà biểu tình đi? Trung Quốc bây giờ nó mua hết cái tòa nhà này, nó mua đến cái tòa nhà khác rồi nó mua chỗ này, mua mua đất luôn á. Tại sao chúng mày không biểu tình đi? Hả? Người dân Việt Nam người ta tạo công ăn việc làm ra, tại sao mà ngày xưa đất Úc này là người ta cho Trung Quốc vào mua nhà, mua này mua kia? Tại sao? Tại vì cái người ở đây không có công ăn việc làm, người ta tạo tạo công ăn việc làm thì người ta xây rất là nhiều nhiều cái building, nhiều cái tòa nhà để cho người Trung Quốc vào mua. Xây lên thì phải có người mua, đúng không? Còn thực chất đó, người dân ở chính cái nước này á, có bao nhiêu người mua được hết cái tòa nhà rất là đắt tiền? Hôm qua Lê Sả xem á, người Trung Quốc á, bọn tỷ phú Trung Quốc á, sang đây nó mua 70 triệu, 70 triệu một cái căn nhà nhá. Bao nhiêu nhà nó mua hết rồi, tại sao chúng mày không lo cho cái xứ này đi? Con cháu chúng mày lớn lên á, có đủ khả năng để mua nhà nữa không? Suy nghĩ xem. Tại vì nó vào đây nó mua mẹ nó hết nhà rồi, xong rồi bắt đầu á, nó làm cho cái thị trường kinh tế á, của địa ốc á, nó lên rất là cao. Bây giờ nhà ở dưới 500 ngàn nó rất là khó kiếm, phải đi thật là xa, đúng không? 500, nửa nửa triệu mà bây giờ làm lương bình quân bao nhiêu rồi á, ví dụ như là vay xem nào, vay 300 ngàn đi, phải trả trăm mấy, phải trả mấy ngàn đồng một tháng đó. Rồi làm để được bao nhiêu, chúng mày phải tự suy nghĩ đi. Tại sao ở bên này không không biểu tình đi? Trung Quốc nó đang làm ảnh hưởng cho cái đời con cháu của những cái người sống ở hải ngoại này, chính thức là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc nó cũng giảm bớt mua rồi, tại vì làm sao, tại vì cái thuế ở bên này nó đánh rất là mạnh. Cái thời gian mà địa ốc nó ít người mua ấy, bắt đầu nó làm cho cái thị trường địa ốc nó hot lên á, nó nóng lên á, thì nó cho người ở nước ngoài vào đây mua, không riêng gì Trung Quốc, kể cả người Việt Nam nữa vào đây mua. Nhưng mà bây giờ cái thuế nó đánh vào người ở hải ngoại vào đây mua nhà rất là cao, cho nên là cái sự mua bán nó cũng giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà nhà bây giờ nó cũng rất là đắt, không thể tưởng tượng được. Bây giờ cái nhà xa xa cái cũng phải nửa triệu đó. Ngày xưa cái hơn chục năm cái nhà ở cái khu Lê Sả ở lại chỉ có hai hai trăm mấy là đẹp rồi, bây giờ phải từ 600 ngàn trở lên thì mới mua được đó. Thì tiền đâu, con cháu những người ở hải ngoại có khả năng mua nhà không đó? Trừ khi làm bác sĩ cái gì thật là giỏi thì mới cái chuyện đó không nói rồi, ở đâu cũng có người giỏi người dốt thôi. Chào tất cả mọi người đó. Nên sao thấy nhiều khi những cái người ở Việt Nam người ta không hiểu đấy thì rất là tội nghiệp cho người ta, mà những chính những cái người sống ở bên này cái bản thân mình cũng chưa no được, đúng không? Trung Quốc vào đầy đây, người ta tạo công ăn việc làm cho rất là nhiều, kể cả những cái hàng quán của Trung Quốc mở ra rồi đi làm công cho Trung Quốc rất là nhiều, bất cứ cái loại người gì, đúng không? Còn cái dân Việt Nam ở đây làm được những cái gì? Mở hàng mở quán ra mà không có hàng của Trung Quốc, lấy cái mả bố mày ra mà bán à? Mẹ mấy cái thằng bạc que ngu như chó, đúng không? Hàng hóa tất cả đều của Trung Quốc hết nhá, mà cái người khơi mào ra để buôn bán ở đây toàn người Trung Quốc thôi. Tại vì cái hàng của Trung Quốc nó xuất sang đây không có một cái thằng cờ vàng nào đi ra biểu tình hết,
nó chống cộng sản mà, chống cộng sản, tại sao Trung Quốc cũng là tự cộng sản mà nó không chống hơn mấy mấy chục năm nay rồi, cứ chống hàng của Việt Nam, cứ ai ai bắt tay với lại Việt Nam là chúng nó lồng lộn lên như là lũ chó điên ấy, chúng nó biểu tình, xong rồi đến khi chính quyền người ta bắt tay với cộng sản thì chúng nó trốn con mẹ nó hết, làm cho làm sao con cháu nhà mình á, con cháu mình bị không có công ăn việc làm ở Việt Nam. Đó. Không kiếm được ra việc làm này làm rồi đi khắp nơi để làm sang Singapore, sang Mã Lai này kia các thứ làm, thì chúng nó là bảo là xuất khẩu lao động khổ quá hay xuất khẩu lao động cộng sản thế nọ thế kia. Trong khi đó chính chúng nó là những cái đứa mà nó làm cho người dân Việt Nam mình không có công ăn việc làm. Rồi chúng nó ở bên này chúng nó dùng đồ Trung Quốc, ăn hàng Trung Quốc, buôn bán toàn đồ của Trung Quốc thôi. Có hàng gì của Việt Nam đâu. Trung Quốc hay là ở Thái qua, cho dù á, Trung Quốc nó lại lấy hàng của Việt Nam chẳng hạn, nó bán sang đây, nó bảo là hàng của Trung Quốc, thì nó cũng ăn thêm một lần lời nữa của người Việt Nam rồi. Có phải khổ không? Đó. Trong khi người Việt Nam mình thì chúng nó cầm cờ, chúng nó chống. Còn cộng sản Trung Quốc thì đầy rẫy ở kia, mua nhà, mua cửa, mua building, mua cả một cái tòa nhà, mua cả cái đảo nữa. Thì không thấy chúng nó cầm cờ, chúng nó biểu tình. Thế ở Việt Nam đó không có cái gì là chúng nó lôi xui người ta là biểu tình. Mấy cái người mà người ta kém hiểu biết á, người ta cứ nghĩ là ô, Trung Quốc sang thế nào, thế này, thế nọ, thế kia. Cái sự hiểu biết của người ta chưa có nhiều, không có, người ta không có thu thập được nhiều những cái tin tức, những cái kiểu cách của cái thời đại này làm ăn như thế nào, cho nên họ họ cứ tin vào đó, xong rồi rủ nhau đi biểu tình rồi làm những cái chuyện này nói chuyện kia, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Thế nhưng mà mình nhìn thấy mình điên tiết với cái lũ ở, sống ở bên này, chúng nó ngu lắm cơ, cái bản thân chúng nó cũng đang lo được đâu. À, Trung Quốc nó sang đây nó làm ảnh hưởng cho chính cái bản thân con cháu chúng nó đó, thì chúng nó đã lo được đâu, mà chúng nó cứ cầm cờ cho nó biểu tình đó, mua đầy kìa, mua nhà, mua Lê Sả đã nói có một cái vùng mà nó xây một cái tòa tòa nhà lên, nó bán trong vòng 2 tiếng đồng hồ hết sạch, nó giao bán nhé, trong vòng 2 tiếng đồng hồ hết sạch, không còn, toàn Trung Quốc mua thôi. Mà hôm qua xem Lê Sả có xem cái clip lên, những cái người buôn bán người ta bán toàn những cái nhà đắt giá hàng bao nhiêu triệu toàn Trung Quốc thôi. Tại sao chúng nó không cầm cờ, không biểu tình đi, biểu tình cho Trung Quốc vào đây mua nhà như thế ảnh hưởng đến con cháu cái chúng tôi, ở con cái chúng tôi nhà bây giờ nó cứ tăng vùn vụt nên con cháu chúng tôi không mua được nhà, tại sao chúng mày không cầm cờ đi biểu tình như vậy đi. Đó. Trong khi ở Việt Nam là khu kinh tế là người ta mang những cái lợi tức vào, thật ra những cái người buôn bán ở Việt Nam ấy, toàn là tiền mặt đút túi thôi đúng không, nhờ vào những cái đấy thì người ta mới thu được thuế, cái bọn nó vào nó làm ăn ở trong kinh tế ở trong Việt Nam ấy nó phải đóng thuế cho nhà nước Việt Nam thì Việt Nam mới cho nó vào chứ đâu có đơn giản nữa, bố lão vô tết cái thời buổi này làm gì có chuyện nữa. Nó sang nó đơn giản, nó sang nó ở đấy xong nó bảo nó lấy đất nước của mình về được, đâu có cái vụ đó, cứ toàn những xui 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 dại người ta xong rồi làm những cái chuyện đấy, thực tế ra chúng nó chỉ là một cái lũ tay sai của Trung Quốc thôi, thế xả lỗi thật đó, làm những cái trò đấy để làm cái gì.